bạn đang nghe từ phonos tóm tắt sách con đường hồi giáo tác giả nguyễn phương mai là một nhà nghiên cứu văn hóa mê xê dịch thừa mơ mộng dự án con đường hồi giáo của nguyễn phương mai là một tham vọng lớn cô muốn đi đến tất cả những nơi từng có dấu chân của chiến binh hồi giáo cô hào hứng muốn là người đầu tiên đi con đường mà chưa ai từng đi đối với người hồi giáo tất cả những ai không theo đạo hội đều được liệt vào danh sách những kẻ vô đạo biết vậy nhưng cô vẫn dấn thân và thật may khi những người cô gặp trong suốt hành trình đều là những người hồi giáo chân chính hiếu khách Điều đó không đồng nghĩa đây là một hành trình suôn sẻ. Mà ngược lại, rất nhiều sự kiện đủ hấp dẫn để bạn mê mẩn đọc đến cuối cùng. Con đường Hội giáo trong cuốn sách này mới chỉ là một phần trong dự án của cô. Tuy nhiên, chỉ chừng này cũng đủ để mang đến cho người đọc những cái nhìn khác với những gì truyền thông đang tra trả mỗi ngày. Mời bạn cùng Phonos điểm qua ba nội dung đặc sắc trong cuốn sách Con đường Hồi giáo. Nội dung thứ nhất, đạo hồi vốn là một tôn giáo tích cực, mang nhiều tính tiên phong. Xuất hiện từ thế kỷ thứ bảy tại bán đảo Á Rập, người Hồi giáo tôn thờ Thượng Đế, xem Mecca là vùng đất thánh và kinh Koran do nhà tiên tri Muhammad ghi lại theo lời Chúa là linh hồn. Vốn dĩ đây là một tôn giáo có rất nhiều quan điểm nhân văn. Một trong năm điều răn cơ bản là mỗi tín đồ đều có trách nhiệm trích một phần tài sản để chia cho người nghèo. Đạo hồi dưới thời Muhammad, phụ nữ lần đầu tiên đứng ngang hàng với nam giới, cũng có quyền sở hữu tài sản, quyền ly hôn. Trẻ em gái phải được bảo vệ và được giáo dục thì cha mẹ mới được lên thiên đàng. Ở thời kỳ phụ nữ bị xem như tài sản, những em bé gái dễ dàng bị vứt bỏ trên sa mạc, thì Muhammad xứng đáng là người tiên phong trong phong trào giải phóng phụ nữ. Tư tưởng này của đạo hội đã được thế giới hiện đại hấp thu và phổ biến nhưng lại bị chối bỏ trong cộng đồng của mình. Đối với phần còn lại của thế giới, phụ nữ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Ngược lại, vị thế của các nữ tín đồ Hồi giáo còn kém cả tổ tiên của họ cách đây 1.400 năm. Hồi giáo vốn có cùng nguồn gốc với do Thái giáo và Thiên Chúa giáo, thế nhưng giờ đây lại không thể tôn trọng sự tồn tại của các tín ngưỡng khác. Không những vậy, nội bộ Hồi giáo cũng không ngừng lục đục tranh chấp lẫn nhau. Họ mãi miết đi tìm sự công nhận mà quên mất những giá trị cốt lõi của tôn giáo từng một thời xưng bá một phương với những thành tựu trực rỡ về văn hóa, kinh tế, lịch sử. Nội dung thứ hai Những gì xuất hiện trên truyền thông chỉ là một phần của bức tranh toàn cảnh. Nhu cầu căn bản của con người là cảm giác an toàn. Cũng chính vì vậy mà chúng ta bị thu hút bởi những tin tức cảnh báo nguy hiểm ngày nào báo chí truyền thông cũng đưa tin chiến sự tại khu vực trung đông ngày nào chúng ta cũng thấy những trận không kích những vụ đánh bom liều chết những tòa nhà nát vụn những thi thể cháy đen những giọt nước mắt của người sống sót ngày nào cũng có nhóm hồi giáo nọ nhóm hồi giáo kia xướng tên kiêu ngạo nhận trách nhiệm cho các vụ tấn công nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta mặc nhiên xếp trung đông hồi giáo vào khu vực báo động đỏ trong não. Thế nhưng, người ta làm gì vào những lúc chiến sự tạm lắng và những kẻ đánh bom còn phải đi cầu nguyện? Khắp Trung Đông không chỉ có khói lửa chiến tranh, còn có những công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử độc đáo của các triều đại còn sót lại. Những mảng màu mô xét, những mái vòm giác vàng ống ánh trong nắng, những bức tường đá vững chải trầm mặt, những nét đẹp văn hóa hiện diện trong lối sống của người địa phương những ẩn tàng với phương tiện truyền thông chẳng hạn như việc bắt cóc để giải quyết mâu thuẫn giữa các bộ lạc ở yemen là chuyện hoàn toàn bình thường điều bất thường đến từ lăng kính văn hóa của chúng ta đối với cụm từ bắt cóc chúng ta xem đó là điều vi phạm pháp luật và tin rằng tính mạng con tin đang ngàn cân treo sợi tóc nhưng ở yemen con tin được đối xử vô cùng trọng vọng được cho ăn uống nghỉ ngơi tử tế để tránh hủy hoại danh tiếng của kẻ đi bắt cóc Muốn nhìn thấy những góc khác, ta cần chọn cách tiếp cận khác, và tác giả Nguyễn Phương Mai đã chọn đến tận nơi để được chạm, được sống, được cảm nhận về một trung đông nóng bỏng, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nội dung thứ ba: Đọc, đi và ngẫm nghĩ. Những trang đầu tiên của cuốn sách có câu: Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khát khao được phủ kín, được lấp đầy được đổi thay điều này không đồng nghĩa với việc tác giả khuyên mình đi du lịch với một cái đầu rỗng ngược lại là khác vì trung đông không dễ đến nên cần đọc rất nhiều để hiểu để biết bản thân muốn kiểm chứng điều gì tìm hiểu sâu hơn điều gì trước khi bước vào bất kỳ vùng đất nào nhưng quan trọng là đừng để kiến thức tạo thành định kiến ngăn ta đón nhận những điều tốt đẹp con đường hồi giáo mang đến những cuộc thảo luận thú vị giữa tác giả cùng bạn bè bản xứ về lịch sử văn hóa tôn giáo chính trị cô đưa ra quan điểm lắng nghe phản hồi từ những người bạn và người đọc qua lời kể của cô cũng sẽ có cơ hội nhìn lại những sự kiện những nhân vật được nhắc đến qua lăng kính của những nhóm người khác nhau chẳng hạn như trái với quan điểm dân chủ của phần lớn các quốc gia trên thế giới bạn bè trung đông đã quen với cuộc sống bộ lạc họ cần người dẫn dắt vì vậy họ cần một nhà độc tài có tâm và tốt bụng điều hành đất nước mặc dù chiến loạn thường xuyên xảy ra nhưng trung đông vẫn có internet vẫn kết nối được với bên ngoài để có thể dễ dàng thấy được những gì mình có khác với phần còn lại của thế giới ra sao họ hoàn toàn có thể tìm thấy kiểu dân chủ phù hợp với mong muốn của mình mà không cần sự can thiệp của bất kỳ thế lực bên ngoài nào thế nhưng tại sao có quá nhiều quốc gia dân chủ có can dự đến khu vực này đó là điều đáng để người đọc tiếp tục suy ngẫm phonos vừa cùng bạn điểm qua ba nội dung thú vị của con đường hồi giáo kiến thức sẽ chỉ trở thành hiểu biết khi trải qua quá trình chuyển hóa của tư duy chính bởi vì quá trình chuyển hóa này khác nhau nên đôi khi cùng một thông tin nhưng cách nhìn nhận lại khác nhau con đường hồi giáo không đơn thuần chỉ là một cuốn du ký để đọc một lần đây là cuốn sách có chiều sâu văn hóa lịch sử mang đến cho người đọc những góc nhìn đa chiều về hồi giáo về trung đông về tầm quan trọng của tư duy biện chứng giữa một thế giới ngập tràn tin tức mọi thứ cần được xác minh trước khi đặt để niềm tin trước khi tạm dừng xin được gửi đến bạn một trích dẫn thú vị từ cuốn sách dù chính quyền có thối tha đến cỡ nào chiến tranh có tan tốc đến cỡ nào xã hội có loạn lạc đến cỡ nào nếu những luật lệ văn hóa được gìn giữ thì lòng người cũng khó loạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé.